it's all about. Sau 2 trận toàn thắng tại bảng A, G2 đang được đánh giá rất cao trước cuộc chạm trán với đại diện ở đứng cuối bảng Team Liquid. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra trong khi bị dồn vào thế chân tường, đội tuyển đến từ Bắc Mỹ là thi đấu thăng hoa và hạ gục đương kim Á quân thế giới với tỷ số màn áp đảo 24-11. Trong đó, Jensen một lần nữa là người chơi nổi bật nhất với KDA là 10-20. Về phía G2, đội tuyển đến từ châu Âu vẫn luôn nổi tiếng với biệt hiệu rạp xiết vì khả năng quăng game hoặc để thua lãng xẹt bất kỳ lúc nào. Và ở ngày thi đấu vừa qua, biệt danh nói trên của họ một lần nữa đã được người hâm mộ nhắc lại sau khi chứng kiến màn trình diễn của Caps cùng với các đồng đội. Trong khi đó, đồng hương của G2, Fnatic, đã có một trận đấu ấn tượng dù phải chạm trán với đội đang dẫn đầu bảng C là Gen.G và một chiến thuật hợp lý khi liên tiếp công kích vào vị trí chủ lực của xạ thủ Roller Theodore Mithy được khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Để rồi, bằng một pha giao tranh tổng hiệu quả phút 27, Fnatic đã quét sạch hoàn toàn 5 thành viên bên phía đại diện LCK để giành được chiến thắng cuối cùng. Ở ngày thi đấu thứ tư vòng bảng, các đại diện của LPL vẫn đang duy trì một phong độ hủy diệt khi các ba đội tuyển đến từ khu vực này lại tiếp tục có một trận toàn thắng. Tại bảng D, Top cho thấy mình chưa tìm được đối thủ xứng tầm khi nhanh chóng hạ gục Unicorns of Love sau 32 phút bằng một thế trận áp đảo. Đặc biệt, 3-9 với KDA là 13 năm khi cầm vị tướng Jax và Jackie Love cùng với tay súng Senna chính là những người chơi nổi bật nhất trong trận đấu vừa rồi của nhà vô địch LPL hè. Tương tự với Top Esports, LGD cũng là đội ca khúc khải hoàng khi đụng độ với nhà vua Bắc Mỹ TSM trong một ngày mà CA thể hiện một phong độ ấn tượng với KDA 818, còn như Person hay Double Leaf bên phía kia chiến tuyến là không thể tạo nên điều khác biệt. Solomid đã phải chấp nhận trận thua thứ 3 liên tiếp ở chung kết thế giới năm nay. Ngoài ra, một đại diện khác của LPL là Sunny Gaming cũng đã có được chiến thắng khi so tài với đối thủ cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng A, Machi. Xạ thủ Hoàng Phan một lần nữa gây ấn tượng khi cầm vị tướng Azrael với việc có được 4 màn hạ gục Quadra Kill ở pha giao tranh tổng quyết định giúp mang về chiến thắng cho sư tử vàng. Ngoài ra, thần rừng Việt Nam Soft cũng khiến truyền thông phải chú ý khi thiết lập được một kỷ lục về chỉ số farm. Cụ thể, thống kê của trang LOL Esports đã chỉ ra rằng với 141 chỉ số lính ở phút thứ 15 khi cầm vị tướng Nidalee, Soft chính là người đi rừng có tốc độ farm nhanh nhất trong một ván đấu tại chung kết thế giới 2020. Kỷ lục cũ thuộc về Parasix của DragonX với 135. Ở trận đấu đầu tiên tại bảng A, đụng độ Sunny, những nhà đương kim áo quân thế giới G2 đã trải qua những phút giây vô cùng vất vả mới có thể đánh bại được Soft của các đồng đội. Do đó, khi được hỏi về khả năng đánh giá sức mạnh của các đội tuyển đến từ LPL, người đi đường trên của G2, Wonder, đã có những phát biểu vô cùng thú vị. Thật lòng mà nói, thì tôi cho rằng Top bị đánh giá cao quá mức và JD Gaming, Sunny đều nhỉnh hơn, thậm chí Soft và các đồng đội còn là team LPL mạnh nhất hiện tại. Trong khi đó thì LGD thì yếu hơn hẳn. Tuy nhiên, trông rất giống là họ sẽ vượt qua vòng bảng. Vì thế trước mắt thì cả 4 đội LPL nhiều khả năng sẽ qua vòng bảng. Còn sau đó thì tôi không biết. Đáng chú ý, vào ngày 8 tháng 10 sắp tới, cả G2 và Sunning đều sẽ bước vào loạt trận thi đấu cuối cùng của bảng A để giành 2 tấm vé góp mặt ở tứ kết. Cục diện hiện tại đang diễn ra khá hấp dẫn khi cả 4 đội tuyển đều đã giành được ít nhất một chiến thắng và hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến khó lường ở loạt trận kế tiếp. Vào ngày thi đấu 6 tháng 10 vừa qua, không chỉ nhà vua của LCS hè, TSM phải thu về thành tích không tốt, mà một đại diện khác của khu vực này là FlyQuest cũng đã phải nhận thất bại khi chạm trán với đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc là DragonX. Khép lại lượt đi vòng bảng, cả ba đại diện của Bắc Mỹ là Liquid, Solomid và FlyQuest đều đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn và được giới chuyên môn dự đoán sẽ rất khó để có thể giành lại tấm vé đi tiếp vào tứ kết. Đáng chú ý, trong một chia sẻ mới đây, Blue với người Mỹ LS đã thẳng thắn chỉ ra góc khuất của nền liên minh huyền thoại LCS khi cho biết những điều gây khó chịu về LCS từ lúc thành lập đến nay đã tăng đến mức báo động. Có những câu chuyện kinh dị phía sau hậu trường, chẳng hạn như về các tuyển thủ từ chối đấu tập với những người trẻ vì họ đánh quá hay và bản thân sẽ đứng trước nguy cơ phải ra đi. Hiện tại, những chia sẻ của bình luận viên LS đang nhận được rất nhiều sự bàn tán khi tiết lộ nói trên có thể là lời giải cho thực trạng có quá nhiều lão tướng trong khi lại cực kỳ khan hiếm những tài năng trẻ ở môi trường liên minh huyền thoại Bắc Mỹ. Sau khi chia tay VG Gaming, cựu huấn luyện viên SKT T1 Koma đã trở về Hàn Quốc và hiện đang tham gia bình luận giải chung kết thế giới 2020 trên sóng truyền hình. Đáng chú ý, khi được đặt câu hỏi về việc đội tuyển nào có thể bước lên ngôi vương ở mùa giải năm nay, Koma đã phát biểu rằng: "Tôi nghĩ rằng đó sẽ là Damwon Gaming. Nhìn chung, so với các đội tuyển khác, những tuyển thủ của Damwon vẫn luôn giữ được phong độ tốt, không ai là mắt xích yếu cả, cũng không có bất kỳ trường hợp phong độ nào thiếu ổn định. Cả năm tuyển thủ của chúng ta đều chơi tốt." Đặc biệt, huấn luyện viên Koma cũng đánh giá rất cao tài năng của người đi đường trên Nuguri khi cho biết: "Nuguri gần như bất tử khu vực đường của cậu ấy, có thể áp đảo mọi đối thủ. Damwon rất mạnh ở các đường và điều đó làm hạn chế khả năng can thiệp của rừng đối phương. Nói chung, các tuyển thủ Damwon đã thể hiện rất tốt và tôi nghĩ rằng họ chính là những nhà vô địch chung kết thế giới năm nay." Hiện tại,
Nuri cùng với các đồng đội đã có phong độ rất cao với thành tích toàn thắng tại bảng B, trong đó có màn hạ gục đối thủ khó chịu đến từ RPL là JD Gaming.